Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Dự buổi gặp mặt về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Cùng sự tham gia của gần 140 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình. Trước khi vào chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ngay từ đầu giờ sáng, đoàn đại biểu tham dự chương trình do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đúng 8 giờ sáng, chương trình gặp mặt tri ân chính thức bắt đầu. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tư lệnh của chiến dịch Điện Biên Phủ, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và 54 tỉnh, thành phố tổ chức tri ân 13.836 đồng chí, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc tri ân này được tổ chức rộng khắp ở hầu hết các tỉnh, thành phố để cùng nhau nhắc nhớ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyên truyền giáo dục truyền thống để mọi thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chào mừng tại chương trình, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm trên 4%, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững, quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế mở rộng, khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. 70 năm đã trôi qua, song tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn mãi trong ký ức và lịch sử hào hùng của dân tộc, là một mốc son chói lọi trong cuộc chiến đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của nhà nước và sự hy sinh đóng góp cao cả của các chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tại buổi lễ, chiến sĩ Điện Biên Dương Chí Kỳ đang sinh sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho các chiến sĩ Điện Biên thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đã chia sẻ lại kỷ niệm những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hiểm nguy, nhưng cũng rất đỗi hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi rất xúc động khi được trở lại Điện Biên, nơi chúng tôi đã từng chiến đấu là khoét núi, làm hầm, mưa dầm, cơm vắt. Rất nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống nơi đây, đã đậy lại một phần xương máu. Vì vậy, tôi mong muốn thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh nhớ về những bài học giá trị lịch sử, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nói gương các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa quê hương, đất nước mình ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng và thịnh vượng hơn nữa. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ cụ thể thiết thực đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị. Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng để thúc đẩy, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống, uống nước, nhớ nguồn, ăn quả, nhớ người trồng cây. Thứ hai, thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn. Chú trọng xây dựng và chỉnh trang không gian cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm khang trang, sạch đẹp, thể hiện sự thiêng liêng, tôn kính để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên phát huy kế thừa, tinh thần và chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên nhanh và bền vững, giữ vững biên cương vùng Tây Bắc của Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho đồng bào các dân tộc của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là mong muốn và gửi gắm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp của tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có mặt tại chương trình.